chẳng nghĩ thế này ta do giới này sẽ sanh không vô biên xứ hoặc sanh thức vô biên xứ hoặc sanh vô sở hữu xứ hoặc sanh phi tưởng phi phi tưởng xứ phú quý tự tại Chẳng nghĩ thế này, ta do giới này sẽ đắc quả dự lưu, hoặc đắc quả nhất lai, hoặc đắc quả bất hoàn, hoặc đắc quả A-la-hán, hoặc đắc quả vị độc giác, hoặc nhập tránh tánh ly sanh của Bồ-Tát, hoặc đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ-Tát, hoặc đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì các pháp này đều vô tướng hoặc đồng một tướng gọi là vô tướng pháp vô tướng chẳng đắc vô tướng pháp hữu tướng chẳng đắc hữu tướng pháp vô tướng chẳng đắc hữu tướng pháp hữu tướng chẳng đắc vô tướng do nhân duyên ấy nên hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện như thế đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa mau có thể viên mãn tịnh giới ba la mật đa vô tướng chứng nhập chánh tánh ly xanh của bồ tát đã nhập chánh tánh ly xanh của bồ tát lại đắc vô xanh pháp nhẫn của bồ tát đã được vô xanh pháp nhẫn của bồ tát tu hành trí đạo tướng hướng đến trí nhất thiết tướng đắc năm thần thông dị thục lại đắc năm trăm pháp môn tam ma địa cũng đắc năm trăm pháp môn đà la ni an trụ ở trong đó lại có thể chứng đắc bốn sự hiểu biết thông suốt từ cõi phật này đến cõi phật khác cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật Đại Bồ Tát ấy vì hóa độ hữu tình nên tuy hiện lưu truyền sanh tử trong các thú, nhưng chẳng bị các chướng phiền não nghiệp báo ấy làm nhiễm ô, thí như hóa nhân, tuy hiện các việc đi đứng nằm ngồi nhưng không có các việc vãng lai chân thật. Tuy hiện các thứ làm lợi ích hữu tình, nhưng đối với hữu tình và sự an lập ấy hoàn toàn không có sở đắc, như có như lai, ứng cúng, tránh đẳng giác, hiệu là tô phiến đa, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu, độ vô lượng chúng sanh, khiến thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, nhưng không có hữu tình nào có thể thọ nhận sự thọ ký quả vị giác ngộ cao tột tiếp theo khi ấy như lai đó hóa làm phá Phật khiến ở lâu trên đời tự xả tuổi thọ nhập cảnh giới vô dư y niết bàn thân của hóa Phật kia trụ một kiếp rồi thọ ký quả vị giác ngộ cho một bồ tát rồi mới nhập niết bàn Hóa thân của Phật kia tuy làm các việc lợi ích cho hữu tình nhưng không có sở đắc. Đó là chẳng đắc sắc, chẳng đắc thọ tưởng hành thức, chẳng đắc nhãn xứ, chẳng đắc nhĩ tí thiệt thân ý xứ, chẳng đắc sắc xứ, chẳng đắc thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắc nhãn giới, chẳng đắc nhĩ tí Thiệt thân ý giới, chẳng đắc sắc giới, chẳng đắc thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắc nhãn thức giới, chẳng đắc nhĩ tí thiệt thân ý thức giới, đắc xúp, chẳng đắc nhãn xúc, chẳng đắc nhĩ tí thiệt thân ý xúc, chẳng đắc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắc các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắc tất cả pháp hữu lậu, vô lậu và hữu tình. Đại Bồ Tát ấy cũng lại như vậy, tuy có làm việc nhưng không có sở đắc. Này thiện hiện, như thế, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa viên mãn tịnh giới ba la mật đa do tịnh giới ba la mật đa này được viên mãn nên có thể nhiếp thọ tất cả phật pháp